bạn nha. Đây đường cách mạng tháng 8 nha, đường này là mình đi hướng về nhà mình ở Tây Ninh nha các bạn nha. Bây giờ mình trên đường đi về nha. Thẳng trên đường về thì mình quay luôn cái khung cảnh ở Sài Gòn về ban đêm. Trục đường này từ trục đường cách mạng tháng 8 mình đâm thẳng hoài là mình về nhà mình luôn á. Giờ mình sẽ đi qua những cái điểm như tới trước là có một cái ngã 6 nha các bạn. Ngã 6 phân ra 3 tháng 2 rồi bên nói chung là mấy con đường nhỏ nhỏ ở đó, giờ mình không nhớ, lâu quá cũng không có nhớ được tên đường rõ hết nữa. Đây thì nói chung là những con đường ở Sài Gòn bây giờ là hầu như là không có con đường nào mà gọi là đông hết đó các bạn. Đường nào cũng rất vắng là vắng hơn so rất vắng là vắng theo kiểu hơn hồi xưa thôi nha, vắng hồi xưa thôi nha. Đông là đông theo kiểu trong mùa dịch này thôi chứ so với mọi lần vẫn không có đông gì hết á. Có ông bên kia đông ghê không, để chờ nó tiếp luôn. Ở đây là trục đường cách mạng tháng 8 Điện Biên Phủ nha các bạn, mặt cắt của Điện Biên Phủ cắt ngang nha. Chỉ quay được những gì mình biết mình nói thôi, nhưng không biết là mình không thể nói đây nha bạn. Đây có cái bảng nè bạn, đâm thẳng ra cái từ Bỉ Hiền, qua bên phải là Tân Định và ga Sài Gòn, để trái là về Bình Chánh nha. Để trái về Bình Chánh là cái trục đường đó là đường 3 tháng 2 các bạn. Ở đây có một cái con đường mà hướng bên phải nè các bạn. Ở bên phải á, ở bên phải bạn chạy chút xíu các bạn dở vô đường Trần Văn Đang á các bạn. Trần Văn Đang là mình tắt qua cái khu Kinh Như Lộc nè. Cái Kinh Như Lộc đó là cái khu đó, cái khu những quán nhậu đó khủng khiếp lắm nha các bạn nha. Quán nhậu rất lớn mà bây giờ khuya quá rồi. Mình cũng không có thời gian để chạy vô nữa. Bên đây là vẫn là trục đường cái mạng tháng 8 nên thẳng ra cái từ Bỉ Hiền này nha các bạn nha. Trời khá tối rồi, mình về hơi xa nên không có quay được cái đoạn ở trong đó bây giờ cái tình hình quán nhậu ra sao nha. Giờ mình chỉ quay được những cái đoạn trên đường, những cái cảnh mà trên đường mình về thôi. Sao cái đoạn này vẫn khá đông nè các bạn nha, vẫn đông nha. Cũng rất đông đó chứ. Ngoài quận nhất, quận 3, quận 5, quận 6 mình ở quận 5 á là hồi nãy mình đi là không có đông đúc nha các bạn, nhưng mà còn đoạn đường cách mạng tháng 8 này nè đâm dài tới cái tư Bỉ Hiền thì lượng xe cũng khá đông nha. Quán ăn thì vẫn có lưu thương người ăn chứ không phải là không có. Vâng, dạ em mừng. Ai đèn vàng không phải đèn đỏ, chớp đỏ tiếp. Đường này hồi xưa là không có con lươn ngay giữa này đâu nha các bạn nha. Hồi lúc mà mình còn ở Sài Gòn năm 2002, 2003 lúc đó không có lươn, còn bây giờ có lươn. Lâu lâu, nói chung lâu lâu mình đi xuống đây một lần mình thấy
có chút thay đổi các bạn, đặc biệt là những đường hồi xưa 2 chiều bây giờ trở thành 1 chiều rồi. Lâu lâu mà đi xuống Sài Gòn là chạy xe rất dễ bị phạt các bạn. Đèn bão nhiều ghê luôn á. Mình tính ra cái đường này đi từ sáng tới giờ mình đi á là chỉ có đoạn đường này rất nhiều là đông người thôi các bạn, đông xe thôi. Kể cả khu vực sân bay lúc sáng mình đi là cũng không có lượng xe đông như vậy nha các bạn nha. Khu vực sân bay cũng rất vắng nha, bình thường mình đi sân bay khu vực sân bay là rất là đông. Còn hôm nay cũng rất là vắng, nhưng mà đoạn đường này còn tương đối đông nè. Thì mình quay cứ dài dài theo đoạn đường nha các bạn, quay được tới đâu hay tới đó nha các bạn nha, chứ mình cũng không có dự định là trước mình đi tới đâu để mình quay tới đâu nha, cho nên có khi lúc nào mình ngưng thì các bạn cũng thông cảm nha, tại vì không có chuẩn bị trước để quay giờ tới địa điểm nào. Mình đi quay clip từ xưa giờ cũng không có chuẩn bị là trước là mình đi điểm nào hết trơn á, mình đi quay đa số là đi quay đụng không à, đụng đâu quay đó à. Đây cũng có cái quán ăn lề đường các bạn, bò né và đồ này các bạn, nhìn vắng lắm nha các bạn nha, không có người nha. Khá là vắng á. Bây giờ nếu mà những quán nào theo anh nghĩ cái quán nào bây giờ bán đông á, phải nói là bán cực kỳ ngon. Ừ, có quán này đông đây. Quán đó là quán bán lẩu đuôi bò đó các bạn. Nói chung những quán nào bán rẻ mà ngon thì mới đông nổi thôi, còn quán nào bán như bình thường ngày thường thì có thể đông, như ngày đặc biệt mấy ngày này chắc không đông nổi đâu các bạn. Mình đi từ nãy giờ rất nhiều quán nhưng mà quán đông thì nó gánh nha các bạn nha. Chỉ là có quán thì không có khách luôn, còn quán thì lưa thưa lết hết. Như là bạc chúng ta cơm tắm nè các bạn, quán cơm tắm thường thường là bán đông lắm nhưng mà ở đây mình thấy vẫn vắng nè các bạn. Còn đây phía bên trái mình nha các bạn là chợ Hòa Hưng nha, cái chợ Hòa Hưng nha các bạn nha, nè các bạn. Cũng là khá vắng lặng các bạn, lượng ăn người ăn cũng rất là thưa thớt chứ không đông đâu nha. Quá trời ơi, ngã ngựa luôn á, đường xấu quá, rớt ổ gà các bạn ơi. Quán bánh mì, những quán gì đa số là mình thấy nó đều khá vắng lặng, yên đềm. Đây con đường này các bạn lũi vô là con đường Trần Văn Đang này nha các bạn. Đường này vô chút xíu vào lũi thẳng ra trên Nhiêu Lộc các bạn. Cầm thông vô ga Sài Gòn rồi luôn đó nha. Xe đông quá cho nên mình cũng không có tiện dừng lại hay gì để quay được nha các bạn nha. Quá đường này đông cực kỳ luôn á. Đông nhưng mà nhìn kỹ thì đa số là người đi không à các bạn, những người ghé mua đồ hay là ăn uống gì đó hầu như là ít, cực kỳ ít luôn.
đường này quá đông. Là bên trái là công viên Lê Thị Riêng nha các bạn nha. Qua cái đèn xanh đỏ này là ngay góc bên trái các bạn. Góc bên trái đó là công viên Lê Thị Riêng nha. Sau lưng đó là cái cửa cá Bắc Hải các bạn. Đó bên đó là công viên Lê Thị Riêng nha. Bên trái nha các bạn nha. Xe đông lắm mình không có tiện gần để quay hay gì đâu nha các bạn nha. Công viên thì khá đông người nha các bạn, khá đông. Nói chung là con đường này là rất đông so với các con đường mình đi từ sáng tới bây giờ, là con đường này là phải nói là đông nhất luôn á. Dòng tắt qua ngay khu chợ Phạm Văn Hai á, Phạm Văn Hai qua đường Lê Văn Sĩ luôn nha các bạn, qua khu vực máy sân bay á thì tắt qua nha. Những cái đường thì rất là nhiều đường đi nha các bạn, ngõ ngách đi như là luồn tuôn á. Cái bên trong tại khu này mình biết là hồi xưa mình cũng ở đây hết gần 2 năm, mình rất lâu rồi. Đó, như mấy cái hẻm nhỏ này là đều đi đường hết nha các bạn nha, nhỏ bên tay phải nè. Lúc trước mình còn ở đây có hẻm nào mà mình không có lồn luôn hết á. Thời đó đi xe đạp không nha các bạn, chứ không được không ta đi đâu nha. Đi xe đạp không là bộ ghê lắm. Là bộ nhưng mà không có cái chỗ nào mà mình lỡ không tới đó. Cái nào lúc nào có xe đạp thì đi xe đạp, không có thì đi bộ. Rồi lúc đó chịu đi lắm. Đông thật, phải nói đường này đông ghê. Quán này nãy giờ đi là quán đó vắng nhiều nha các bạn. Đa số là những người bán hàng rong lề đường á cho nên đỡ, chứ còn nếu mà quán mà bạn mướn mà bán theo cái kiểu mà bán khách chỗ này thì không biết tiền đâu mà trả mặt bằng nha. Trả hàng 49k xa lép, trả hàng quá trời luôn. Này bắn à, bắn lại rồi mình lại tới trước thì dòng đen lại nữa trước rồi. Mấy cái cửa hàng quần áo đây các bạn. Mấy cửa hàng quần áo đây cũng bán lắm nha. Nói chung là hình như là mình không thấy người mua luôn á. Còn đây các bạn bên phải ngay chỗ này xanh đèn đỏ là con đường Phạm Văn Hai nha các bạn. Ngay chỗ này xanh đèn đỏ là đường Phạm Văn Hai nha. Đường này đi thẳng hoài là vừa qua chiếc cầu, hồi xưa nó không có cái cầu á. Có cái cầu một, có cái cầu duy nhất là đi thẳng qua chợ Phạm Văn Hai luôn. Còn bây giờ là phải quẹo phải hay quẹo trái tí xíu mới có cái cầu đi qua nha. Hồi xưa là có cái cầu đi thẳng luôn. Còn bây giờ thì ngay chỗ đó ta sửa lại rồi, ta làm ngay cái hai đường bên ngay cái gọi là kênh Như Lộc á. Hai bên đường nó vừa bán cà phê rồi nhiều lắm, sửa là đẹp lắm. Hồi ở dưới này là đây là cái khu đường này bán bê thui nhiều lắm, bán trước cả Củ Chi nữa. Bên đây nè, đó bán trước Củ Chi rồi giờ là không thấy nữa. Giờ mấy quán dẹp hết rồi, làm cái cầu lại là dẹp hết rồi.
nhiều rất là nhiều đường, rất là nhiều quán nha các bạn nha, nhưng mà lượng khách thì không có đông đâu nha các bạn. Người bán thì nhiều, còn người mua thì không thấy đâu hết á. Đa số thấy ai cũng ngồi ngã nghiêng ngã ngửa trong nhà hết trơn á, trên cửa hàng hết á. Đây có chỗ này là cái gì đây? Đây có xe đồ. À, có quán ăn hàng. Có cái quán ăn hàng quán đó các bạn, quán hàng quán dành cho tuổi teen á thì là đông nha. Hình như là nói về biết sợ gì đó, chỉ có người lớn mình biết sợ thôi. Tuổi tiên là không biết sợ đâu nha, đi vẫn vô tư mấy em đi thôi. Thật ra cũng gần tới ngã tư biển rồi nha các bạn nha. Phía trước là ngã tư Bảy Hiền rồi nha các bạn nha. Ở bên trái là bệnh viện Thống Nhất đó các bạn. Ngã tư Bảy Hiền là mình đang đi trên trục đường Cách mạng tháng 8 nha. Cái bên trái là đường rẽ đó là Lý Thường Kiệt. Rồi phải là qua công viên của anh hội chợ Tân Bình. Qua công viên Hoàng Nhân Thụ luôn các bạn. Khu vực đi qua sân bay nữa ha. Còn em cái là Lý Thường Kiệt, Lý Thường Kiệt là ngay bệnh viện Thống Nhất luôn nha. Vườn đi qua đây mình về nhà mình đi ngay chứ. Chút xíu quên là chạy thẳng luôn liền phạt nha các bạn nha. Đang chạy quên là dễ bị dính trưởng lắm. Chạy đường này mình phải bọc sau lưng cái hội chợ Tân Bình nè các bạn, hay là còn hội chợ Hoàng Nhân Thụ hồi xưa là người quen miệng kêu thôi nha. Cái miệng hồi xưa kêu hội chợ Hoàng Nhân Thụ thôi chứ hồi xưa cũng không để cái bảng là gì nữa, bây giờ mới để cái bảng là hội chợ Tân Bình. Hãy còn dòng nó sau đây hoặc là đi thẳng ra Cộng Hòa luôn nha, hoặc là thẳng Cộng Hòa đi về bằng đường Cộng Hòa. Bây giờ là mình đi theo đường Cách mạng tháng 8 về cho nên không ra Cộng Hòa nha các bạn nha. Về tới đây giờ là phải lò nghe chứ ngã tư Bảy Hiền lúc nãy là mình không thể đi thẳng được nha. Quẹo phải được, quẹo trái được, nhưng không đi thẳng được. Muốn đi thẳng ngoài vòng ra như chợ Bà Quẹo hay Bà Quẹo đâu á là bắt buộc mình phải đi vòng sau lưng chợ Tân Bình này nha các bạn. Rồi sau lưng cái hội chợ triển lãm, hội chợ Tân Bình đúng rồi, hội chợ Tân Bình. Có hai con đường nha các bạn, con đường vòng lại là vòng Lý Kiệt, vòng mà muốn đi Lý Kiệt là vòng ở đó, vòng ở Tư Bỉ Hiền quẹo nha. Còn mình giờ mình về luôn thì mình đi ra tới đường trước mình rẽ trái, còn hai ra phải thì các bạn vòng ra Cộng Hòa được nha. Còn đây mình đi rẽ trái thì mình đi ra Cách mạng 8. Và con đường này là con đường Nguyễn Thái Bình nha các bạn, đường Nguyễn Thái Bình nha. Mặt này nè, Xuân Diệu cắt ngang Nguyễn Thái Bình ngay ngã ba á. Ở đây thì bán trái cây nhiều lắm các bạn. Đường này bữa nay cũng khá vắng nè, bình thường mình đi cũng đông lắm mà đây vắng nè.
chỉ có phút cái mạng 8 mà từ ngay chỗ một bên ngã 6 á, dòng lại tới ngã tư Bãi Hiền là đà Thế Đông thôi. Còn giờ dòng ra đây thì con đường này nhánh này thì vắng rồi. Bây giờ để mình chạy ra ngoài, nói ngoài chúng ta có đông hay là vắng nha các bạn nha. Quán nãy giờ để ý hai quán bò, nghe bán bò với lẩu bò được các bạn, vừa đông hết nha. Để mình chạy ra lấy đây tới chắc khoảng tới đầu đường này qua tới chợ Bà Quẹo là mình tạm dừng dừng clip nha các bạn nha. Trước các bạn là đường cách mạng 8 này nha các bạn nha. Các bạn coi cái quán ở đây đều rất là vắng nha các bạn. Vắng lắm nha các bạn. Bữa nay thứ bảy mà cực kỳ vắng luôn á. Mình rẽ trái là vô rẽ lại ngay ngã tư Bãi Hiền. Còn mình rẽ phải là hướng đi về Củ Chi Tây Ninh rồi nha các bạn nha. Đây mình dầm ra đây là chút xíu rồi tới cái xe Bà Quẹo á, có xe Bà Quẹo cũ nha các bạn nha. Bây giờ đổi tên lại giờ nó mày ăn xương nên là bến xe ăn xương rồi. Chứ hồi xưa vốn là bến xe Bà Quẹo nha. Giờ đi ngang tí xíu đây là mình đụng thêm cái chợ Bà Quẹo nữa các bạn. Alo. Đi ra tới chợ Bà Quẹo với mình coi một bình thường chợ Bà Quẹo cũng rất đông nha, còn mấy ngày này thì không biết nha, để mình đi tới chợ Bà Quẹo luôn. Đi ngang đó luôn. Trước bên tay trái là chợ Bà Quẹo nha các bạn nha. Để lên tí nữa nha các bạn nha. Cái con đường Trường Chinh này hiện tại bây giờ vẫn đông nha các bạn nha, đông tôi nghĩ là vắng hơn ngày thường thôi chứ nó vẫn đông nha.
hồi sáng mà đi thì cũng không đông lắm, hồi sáng chứ quá khoảng 11 giờ trưa, 10 giờ 11 giờ trưa mà không đông lắm, rồi bây giờ thì nó đông hơn chút xíu. Buôn bán mà điều yêu chỗ này là nếu mướn mặt bằng là coi như tiêu. Đây phía trước có một cái quán quà né nè các bạn, cũng lượng khách cũng khá đông đông nha, so ra những quán nãy giờ mình đi là cái quán như vậy là khá đông khách rồi đó các bạn. Nói chung nãy giờ những quán nào mà liên quan bán tới bò đó, lẩu bò hay là bò né đó, là mình thấy đặc biệt là lẩu bò là đông nhất, phải nói là đông ngàn nha các bạn nha. Còn bò né bò đồ thì không đông lắm, còn mấy quán khác thì hầu như là vắng luôn. Đây nè các bạn, bên tay trái nè các bạn, đây là chợ Bà Quẹo nha các bạn nha. Cái chợ này á, tên của nó là thật, nó là tên chợ Võ Thành Trang, nhưng mà quen miệng, tất cả những cái tên chợ mình kêu đều là quen miệng từ xưa tới bây giờ nha các bạn. Tại đa số người dân trên mình xuống đây buôn bán á, những người gần nhà mình cũ á, hồi xưa á, bên đây bán thì đều kêu bằng chợ Bà Quẹo hết, và bây giờ vẫn những người lớn tuổi vẫn kêu bằng chợ Bà Quẹo, ít ai kêu bằng chợ Võ Thành Trang lắm. Chợ Võ Thành Trang thì không biết địa phương người Sài Gòn cái này kêu sao thì mình không biết, nhưng mà cái mình dân tình hình mình mà xuống đây là nói chung là những người gần gần mình là đều kêu đây bằng chợ Bà Quẹo hết, tại vì nó cũng gần với xe Bà Quẹo bạn. Đó đó ngay cái cua nó, tại hồi xưa cũng có bà cô gần nhà bà xuống đây bà bán á, họ bán đầu đêm nào cũng quá trời đêm như này, họ bán đầu nó bán chợ Bà Quẹo rồi xuống đây là gặp bãi như này à, cho nên từ đó giờ mình kêu bằng chợ Bà Quẹo không à, nó quen miệng luôn tới bây giờ á. Không biết là cái chợ này có thay tên không, ngày xưa nó vẫn tên là chợ Bà Quẹo, giờ đổi tên thì không biết nha các bạn nha, cái đó thì mình không được rành nha. Chỉ biết là mình hồi xưa kêu bằng chợ Bà Quẹo, còn đi ngang nếu mà đọc tên chợ là chợ Võ Thành Trang. Ở đây mình chạy ra tới ngay chỗ cái đầu đường mà cái ngã ba Mũi Tàu của các bạn, cái ngã ba Mũi Tàu của đường giáp ranh với đường Cộng Hòa đó, là con đường trường chinh này đáp danh đường Cộng Hòa nha Mũi Tàu, đó là mình kết thúc clip luôn các bạn nha. Nếu các bạn cảm thấy video, yêu thích video này hãy nhớ cho mình một like, chia sẻ video giúp mình, đăng ký kênh ủng hộ, và cũng đừng quên bấm vào chiếc chuông bên cạnh nút đăng ký nha các bạn nha, để nhận những clip mới nhất trên kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Ranh với đường Cộng Hòa đây các bạn. Mình kết thúc clip nha các bạn nha. Tạm biệt các bạn nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi.
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!